Chào các bạn, hôm nay là đêm ngày 19, đêm ngày 19 tháng 12, em sẽ thực hiện clip chuyển bắt con giống để chuyển cho các Sao màu tím thế kia hả bố? kệ đó, Hai tôm màu ấy bố. đánh dấu mà Nhưng mà đánh dấu bằng cái gì mà tự nhiên có màu đấy bố? sơn đánh dấu. Này, đưa đưa cái sọt cho em. Rơi đèn giờ, để cái bờ này. Có điểm nữa. Đấy. Đấy, chẳng không bị chơi luôn. Xong. Này hết cỏ rồi. Đây con quay cho. Đen xì có này. Bố. Vàng trắng đen thôi. Xong rồi. Đấy. Nuôi này rất là đơn giản. Ấm áp. Nó chạy quanh bố luôn rồi. Kệ. Đi đây mai là ăn tốt không? Lên bốc cỏ ở chỗ cái ấy đi. Trên chỗ cái lồng chim ấy. Trên ở trên trên đi thẳng lên trên. Màu này màu đen hung vàng trắng đen này. Hai con này là hai con đực. Nó ăn vào trong này. Thôi đi. Cầm đi. Đấy. Làm cửa. Đấy, cửa. Bên này nữa. Che. Nào, đưa ở cái này để bắt. Nào. Cầm điện thoại cho bố. Đừng che mắt nó, đừng rơi điện thoại xuống. Ở đây. Ở đây thì bố mình kiểm tra chim được cái. Đây được chim thỏ nói này. Đấy. Chim hả? Thôi bố cho sẵn rồi à? Ừ. Ui nó ăn kìa. Nó quậy 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 á nhìn bé được bố tất bắt còn được thế không một đôi mà trời ạ con cái à đừng quay đến kinh đi đưa bố quay không con quay đưa đây con không biết đằng nào chống cái này lên đẩy nó đẩy lên để lấy cây chống ít mua nhà ô mang cỏ vào đây đi hết cỏ luôn đấy báo cáo các bác chuồng chuột này khá là đông. Đông. Đi đi, ôi. Yến con.
lấy thêm đi. Thế rồi, thế đùa đâu. Thế thôi, từ từ, ăn hai cái cho. Bước vào giữ cái tấm ba lô. Thế nào cũng chụp ôi. Giữ đi đừng để đổ. Con có ăn đồ nó nổ không? À, giữ im đấy. Rồi. Một chú. Ôi, nó ra nó gặm chân con. Hai chú đen trắng vàng, ok. Im. Đen trắng, đen trắng này, đen trắng này, một con cái, hai con cái, bốn con cái. Con khổng lồ kia. Yên. Con khổng lồ luôn. Một con cái, hai con cái, ba con cái nữa. Yên. Đen trắng, vàng trắng đâu rồi? Thì rồi. Đấy em. Vàng trắng. Trắng tinh. Trắng tinh ngon chưa? Con trắng tinh ngon chưa? Chưa có trắng tinh đúng không? Để con tìm nhỏ bé bé hay to to. Đây đây đây, đây đây, trắng tinh đây rồi. Trắng tinh đây rồi. Thôi, bê đi ra, cẩn thận dẫm vào nó. Thôi để đấy, bố giữ cho. Con bê này ra nhá. Ừ. Thận dẫm vào nó. Nên lấy cỏ ra cho ăn đi. Rất là nhiều. Các bạn là như vậy, đêm nay là đêm mình mở cái cửa bên kia này, cái núa ra đây, nó ít quá, cỏ ít quá con. Lấy cái núa ấy, núa bên kia kìa, cái bình ấy. À, bình màu vàng nhá. Ừ. Lấy ít cỏ quá. Ấm cũng kinh khủng luôn. Ôi con khổng lồ. Ôi con khổng lồ kìa, bố bắt đi. Nó trưởng. Ôi. Mưa lúa. Mưa lúa. Lên lấy cỏ đi. Đi sáng. Lên lấy thêm cỏ không đây? Ok. Mọi chi tiết các bạn cần mua con giống thì các bạn cứ alo cho bên mình là 0 33 5305 982. Bố vì nó đuổi. Cầm 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 hộp lên, cầm hộp lên. Bê hộp mình quấn bằng dính nha. Đưa đây để bóp bắt nó sang. Đi lên lấy lúa mới lấy cám. Cái cám ở bao cám. Cầm đèn. Đi lên lấy. Tí nữa đằng nào cho ăn đã xong trống xuống. Lên lúa cái ấy đi. Lúa mấy cái cám cò ấy.
màu nọ màu kia có hết nhá các bác nhá. Đèn này, trắng này, trắng đen vàng, vàng đen trắng đấy, đủ hết. Tỷ lệ trống được cái này em đánh dấu sẵn cho các bác chuẩn luôn. Còn đây là những cái lá để nó ăn, lá để nó ăn, em phải cho lá xuống nó ăn. Lá ăn cả đêm, giúp cháy ăn ấm các bạn nhé. Chưa to đùng ăn, rút ăn. Ăn cái cám với cái lúa này để ăn thêm ngũ cốc để tăng độ béo, độ ấm áp. Còn riêng cỏ là ăn thì nó dí dắt ăn cả đêm. Đấy. Các bạn yên tâm là nó vẫn về. Ôi, giờ nó ăn thỏ nhỉ. Nào. Cho cái này vào. Đưa nhẹ thôi, nắc lư thế người ta xem, người ta giật hình. Quay phải đứng im hình. Quay vào bên trong biết là để lúa vào. Bên này nè. Lúa. Đây quẩy dục. Rồi, nhấc lên. Yo yo yo. Bố, bố đây là bố Sơn à bố? Bố lấy gì bố Sơn? Đây là ở 0919439933 Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và đây là 0866796209 Bến Xe Thứa, Bắc Linh. Ngủ đi. Ngủ gì? Đây là những cái đơn của ngày mai các bạn nhé.
đưa ngủ mai. Cái này là về Hương Yên này, và cái này thì về Hà Trung Thanh Hóa này. Tiếp theo là cái này là về bến xe Thái Nguyên này. Tiếp theo là cái này là về Thuận Thành Bắc Linh này. Ơi ơi, cái này là Mỹ Đình này. Bố gọi dậy lúc nào bố gọi lúc đấy, đi ngủ đi. Cái này về Hà Nam. À. Ừ. Cái này về Trực Cát này. Đấy. Cái này về Lục Ngạn Bắc Giang này. Rồi cái này về thành phố Thanh Hóa. Cái này thì về Tuyên Quang, cây xăng An Hòa. Tiếp theo là cái này là về Hà Nội. Tiếp theo là cái này về Ngọc Lạc Thanh Hóa này. Cái này thì về Đông Anh Hà Nội này. Báo cáo các bạn là gần như là những cái đơn hàng được diễn ra hàng ngày như này trên kênh Chim Cú Gáy Hay, với những chú chim cú gáy và những chú chuột, cũng như đến mùa đà điểu từ tháng 2 đến tháng 11 âm lịch sẽ luôn luôn được chuyển tiếp đến các bạn trên mọi miền tổ quốc. Và đây chính là minh chứng để cho các bạn biết là một trong những cái điều yếu tố thành công đó là uy tín và luôn luôn giữ chọn niềm tin với quý vị và các bạn. Trên đây là những cái bảng thông tin chính thống của đồng chí Thao quản lý kênh Chim Cú Gáy Hay, cũng như cung cấp các cây con giống đã đăng tải ở trên kênh. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục là những fan hâm mộ và đăng ký và theo dõi những video. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Một lần nữa xin để lại số điện thoại là 033 5305 982 và 0989 177 982.